Hai, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Anh Ba Chí Miền Tây các bạn ơi. Thì hôm nay mình lại bắt đầu làm món ăn ẩm thực các bạn, cá điêu hồng các bạn. Đây hai con cá mình mới vừa mua ở ngoài chợ nè các bạn, cũng khá to các bạn. Đây, cá càng to thì mình nướng sẽ rất là ngon các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cá điêu hồng nướng muối các bạn, nướng với bột nha. Đây một món này cũng rất là ít có ai biết đến các bạn. Đây. Rồi thì bây giờ chuẩn bị mình sẽ đi kiếm củi vào để bắt đầu mình sẽ nướng ha các bạn. Nước chấm nước mắm chua các bạn là một món không thể thiếu nha. Là một chén mà mình sẽ ăn với cá. Này ớt quá thì hấp dẫn luôn các bạn. Này, nước mắm là không có thiếu tỏi ớt nha. Chanh. Đây. Tìm những nước mắm không là thấy quá trời hấp dẫn. Cẩm Khẩu Trà Vinh. Đây ở ngoài thì ba đang chùm củi nha các bạn. Rồi chùm củi đang bắt đầu sẽ đem cá mình nướng các bạn. Đây, nước mắm mình cho các bạn xem nè. Quá trời kẹo luôn các bạn. Này cái nước này. Quá trời hấp dẫn. Dẫn quá trời. Đây cá rồi nè các bạn, đó muối nha các bạn, dòm thấy không. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đem ra ngoài để nướng nha các bạn. Trời, quá trời đã. Đây một con nữa, con này bự hơn nha các bạn, nướng thôi mà muối nổ là chạy không kịp nha. Đó nổ ra các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu chở cá các bạn ơi. Nóng dữ rồi. Kho nha. Cái muối nó phù cục luôn rồi các bạn. Nấu cháo luôn, đem chưa đem dịch xuống rồi. Nấu. Trời ơi. Quá dữ luôn. Mà có nghĩa là nó không khét ở trong các bạn. Cái thịt nó rất là săn nha. Rồi. Chừng nào ăn cá không? Có cá gì nè các bạn, nướng được tới mức độ này là ngon tuyệt vời các bạn. Đó muối nổ đó các bạn nghe không?
Rồi, quay coi muốn văng vô mặt luôn nha. Để các bạn ơi, bây giờ bắt đầu sẽ lấy cá vô ăn các bạn ơi. Thơm lắm nha, quá thịt thơm luôn nè. Đây các bạn. Mình kho cá mà không ngon cũng phải ngon lắm, đụng mẹ để mần không. Trời, nó nóng. Trời. Để mần không khỏi ăn luôn hả? À? Nó bợ xuống mà cũng lại nó dục mà nó bợ nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị đầy bún nha các bạn. Bún chán. Quá đỏ. Rau. Rồi, kéo qua nó giữ. Đây, nước mắm này là không thể thiếu nha các bạn. Cuốn luôn nha. Rồi, giờ anh Bùn sẽ vô làm một cuốn luôn. Rồi, uống luôn đi chứ, vậy lấy kéo giữ luôn đi, không rửa. Giờ hai mặn đây. Ờ. Kéo người nào nó giữ. Bây giờ mình bắt đầu mình cua cá nha. Rồi, làm sao đây? Muốn bán không? Muốn cho. Nói nó tẹt tẹt cái da đó tôi lạo nó luôn. Nó để cái lục quân làm coi coi. Hỏi. Lột da. À, lột da. Nó khó thùng thúc luôn. Để nó chứ muối nó cũng đâu có mặn gì. Cũng được. Hồi nãy chị cạo muối ra bỏ. Cạo muối ra ăn luôn cái da luôn. À, vậy là mình bỏ da. Ngồi mình ăn da luôn, muốn ăn mặn ăn da luôn. Ờ. Bây giờ làm cuốn luôn. Rồi. Muốn rồi, muốn múc nước mắm. Chứ muốn khác ấy đi. Muốn nó cơm không. Rồi cuốn đại luôn. Trời cũng đang bắt đầu chuyển nè các bạn. Gió quá trời gió. Đó, đây rau. Nó cắt bún ra vậy là đắp nó vừa gọn. Các bạn này thấy không? Quá trời ngon quá. Ngon á, đúng sạch luôn. Quá đã luôn. Nước chấm đâu. Lấy chén múc nước mắm vô chấm. Đây, chấm này các bạn. Rồi, cái này là thành quả của mình nha các bạn. Đó, đúng rồi. Thành quả của mình. Mời các bạn nha. Quá đã luôn được. Quá sướng luôn. Bác Bảy ăn luôn không? Làm cuốn không? Rồi, được rồi, được rồi. Quay đây được rồi. Cá ngọt quá. Cá mà uống như đế mới là ngon. Đúng rồi đó. Giảm thấy ăn đó. Luôn. Ăn để xỉn đó. Cá là phải có kèm rượu các bạn. Ở dưới quê mình nha các bạn. Không phải là kèm, nhưng mà nếu mà mấy các bạn thấy không, chán của cái bạn bùn đó là anh ăn đó chảy. Cái này là một cái cuốn này không là một ly đó các bạn. Đó rồi bây giờ bắt đầu vào tiệc luôn các bạn ơi. Ủa làm thuốc rồi hả? Đỡ lâu rồi. Các bạn xem kênh có thấy hay và thích thú thì đăng ký ủng hộ cho mình nha các bạn. Kênh Anh Ba Chí Miền Tây nha các bạn. Để mình có những cái động lực lớn làm những video thật là hay nha các bạn. Rồi giờ mình cho đi uống cho dĩa cá vô trong. Rồi thôi bây giờ vào tiệc các bạn ơi. Hẹn các bạn ở video sau nha. Chào các bạn.